X51 Story mến chào quý thính giả. Vào thời xuân thu, con người sống trong xã hội cộng đồng nhỏ đều biết nhau, họ dựa vào ấm áp thân tình mà duy trì ổn định xã hội. 4 đặc điểm của xã hội cộng đồng nhỏ. Đặc điểm thứ nhất là vị phụ tuyệt quân, chứ không vị quân tuyệt phụ, vì cha mà đoạn tuyệt vua, chứ không vì vua mà đoạn tuyệt cha. Ý tứ là căn cứ vào việc ai có huyết thống xa gần đối với mình mà quyết định nên chung với ai. Thứ hai, xã hội cộng đồng nhỏ là xã hội quen biết nhau và tràn đầy ấm áp thân tình. Thứ ba, xã hội cộng đồng nhỏ coi trọng đạo đức và tình cảm con người, chứ không chú trọng pháp trị. Thứ tư, trao đổi hàng hóa vô cùng có hạn. Một xã hội như thế là một sự trở ngại cho chiến tranh. Bởi vì khi bạn điều động tài nguyên có hạn, mọi người không có tâm lý đấu đá chém giết, trong tâm đều là ấm áp thân tình, mọi người trong cộng đồng nhỏ thì khá nghèo khó. Cho nên không có cách nào phát động chiến tranh quy mô lớn. Chu Thiên Tử sau khi mất quyền uy, dù đã không còn là thiên hạ cộng chủ, mọi người có thể tranh bá, nhưng thời đó không có một chư hầu nào có thực lực để làm việc ấy cả. Nếu muốn đoạt thiên hạ, thì phải phá vỡ cộng đồng nhỏ, kiến lập một quân quốc thể chế. Quá trình kiến lập thể chế quân phiệt này có sự thúc đẩy của điều kiện khách quan, cũng có một bộ phận là chư hầu có dạ tâm, chủ động thông qua thiết kế chế độ để phá vỡ cộng đồng nhỏ. Cho nên ở đây vừa có sự thúc đẩy khách quan, vừa có nguyện vọng chủ quan. Hai lực lượng là sự thúc đẩy khách quan và nguyện vọng chủ quan, thuận theo thời gian từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, thì hình thái chiến tranh cũng đã phát sinh biến hóa rất lớn. Chúng ta biết rằng vào thời Xuân Thu, đã thực hành chế độ tình điền chế, nghĩa là chế độ canh tác mà ruộng đất được xếp theo hình chữ tình. Tình điền chế này không phải là công hữu, cũng không phải là tư hữu, nó không phải quy về sở hữu quốc gia, cũng không quy về sở hữu tư nhân, mà là một loại sở hữu của cộng đồng nhỏ. Nhìn vào bức ảnh trên, có 8 khối tư điền, 1 khối công điền, trên thực tế là phân cho 8 nhà. Ban đầu họ canh tác ở công điền, nghĩa là ruộng chung, sau khi trồng trọt xong thì hợp tác canh tác ở tư điền, nghĩa là ruộng riêng. Trong quá trình canh tác tư điền thì thông thường một nhà hoàn thành không nổi, mà là mọi người phải cùng nhau làm. Cho nên trên thực tế trong xã hội như vậy thì không có bất cứ gia đình nào có thể sinh tồn độc lập, họ phải dựa vào sự hợp tác lẫn nhau trong cộng đồng nhỏ mới có thể hoàn thành sản lượng nông nghiệp. Minh bạch được đạo lý chỉ có hợp tác mới có thể sinh tồn, thì chúng ta sẽ biết rằng bị lưu đày là một hình phạt rất nặng. Chúng ta biết rằng hình phạt phân thành 5 cấp gọi là si trượng đồ lưu tử. Si là lấy roi nhỏ để đánh, trượng là lấy gậy lớn để đánh, đồ là giam vào ngục, hạn chế tự do bản thân, sau đó cưỡng bức lao động. Lưu chính là lưu đày, tử là tử hình. Ở đây thấy rằng lưu đày chỉ thua tử hình, nó còn nặng hơn cả bỏ tù, đánh bằng gậy lớn gậy nhỏ. Vì sao? Bởi vì hễ một người bị trục xuất khỏi cộng đồng nhỏ, họ không chỉ không có đất đai canh tác, mất đi tư liệu sản xuất, mà còn cắt đứt quan hệ với thân bằng quyến thuộc. Dưới điều kiện như vậy vào thời đó, thì dù cấp cho họ một miếng đất, họ cũng không có cách nào sinh tồn, bởi vì phải hợp tác với người khác. Cho nên lưu đày không chỉ cắt đứt nguồn sống của họ, mà còn tử vong xã hội, nghĩa là xã hội chết, hoặc là cancel culture, văn hóa xóa bỏ. Đây là lý do vì sao lưu đày là một hình phạt rất nghiêm trọng vào thời đó. Đến thời Xuân Thu, có điều kiện khách quan dẫn đến sự phá vỡ cộng đồng nhỏ, đó là sự xuất hiện của đồ sắt và châu kéo đã phá vỡ tình điền chế. Về sự xuất hiện của đồ sắt và châu kéo, có một số người cho rằng từ cuối thời Xuân Thu đã có rồi, bởi vì Khổng Tử có Khổng Môn Thập Triết, tức 10 đệ tử mà Khổng Tử tâm đắc nhất, thì trong đó có một người tên là Nhiễm Canh, tự là Bá Nghiêu. Chúng ta biết rằng thời cổ đại, giữa danh và tự có mối quan hệ với nhau. Ví như tên là Quan Vũ thì lông vũ như thế nào? Trắng và dài như mây, nên tên tự gọi là Vân Trường. Tên là Trương Phi thì bay như thế nào? Dựa vào đức hạnh của đôi cánh, mà đôi cánh trong Hán tự là Dực, cho nên Trương Phi tự là Dực Đức, tức là giữa danh và tự có mối quan hệ liên đới như vậy. Cho nên Nhiễm Canh tự là Bá Nghiêu, thì Canh là canh tác và Nghiêu là châu gắn chặt với nhau. Vì thế vào thời Xuân Thu, người ta đã biết được vấn đề sự xuất hiện của đồ sắt và châu kéo, cho nên nhiều người cho rằng thời đó đã xuất hiện Nghiêu Canh, châu kéo. Sau khi có được đồ sắt và châu kéo, người ta không cần hợp tác, mà một nhà một hộ là một đơn vị sinh tồn. Khi một nhà một hộ là đơn vị sinh tồn, thì họ không những trồng tốt trên tư điền của họ, đồng thời khi họ còn dư sức thì khai khẩn đất hoang. Điều này đưa đến việc, sau khi xuất hiện đồ sắt và châu kéo đã dẫn đến lượng lớn đất hoang được khai khẩn. Đương nhiên chư hầu cũng muốn hoa lợi từ những mảnh đất này, cho nên chư hầu có thể quy hoạch những mảnh đất đó thuộc về mình để quản lý. Tình điền chế chính là bị phá vỡ như vậy. Chúng ta biết rằng vào thời Xuân Thu Chiến Quốc có một số người biến pháp, trong đó có một điều kiện rất quan trọng gọi là phế tình điền,
khai thiên mạch, nghĩa là phế bỏ chế độ tỉnh điền, mở rộng bờ ruộng, tức khai hoang, tức là phế trừ chế độ tỉnh điền trong quá khứ, sau đó chia đất cho các hộ gia đình. Điều này tương đương với việc đem đất đai của cộng đồng nhỏ trong quá khứ trở thành sở hữu của mỗi gia đình. Trên thực tế, sau khi thương ưởng biến pháp, cải cách thương ưởng, không chỉ là gia đình tư hữu, thậm chí cưỡng bức anh em trong gia đình cắt hộ khẩu ra ở riêng, sau đó phân cho họ một miếng đất. Điều này nghĩa là, từ chế độ sở hữu tập thể hoặc chế độ sở hữu cộng đồng nhỏ trở thành chế độ tư hữu. Chúng ta biết rằng chế độ tư hữu có thể thường xuyên kích thích kinh tế. Vì sao chủ nghĩa tư bản hiện nay làm người ta có cảm giác phồn vinh và giàu có? Bởi vì thứ bạn làm ra là thuộc về bạn, tiền bạn kiếm là thuộc về bạn. Chế độ tư hữu còn kích phát nhiệt tình lao động. Khi mọi người không ngừng sản xuất, sản phẩm càng ngày càng nhiều, thì họ bắt đầu trao đổi hàng hóa. Mọi người có thể không cần trồng trọt cũng có thể sinh sống được, họ có thể làm một số tác phẩm nghệ thuật, đồ gốm, nông cụ để bán. Như thế đã bắt đầu xuất hiện trao đổi hàng hóa quy mô lớn. Khi trao đổi hàng hóa càng ngày càng thường xuyên hơn, thì sẽ thúc đẩy sự phồn vinh và một lượng lớn tiền tệ được chảy vào thị trường. Cho nên vào hậu kỳ thời Xuân Thu, chúng ta có thể thấy một lượng lớn tiền tệ bắt đầu xuất hiện, còn sơ kỳ và trung kỳ thì không thấy bất cứ miêu tả nào về tiền tệ. Đồng thời lúc này rất nhiều người đã có thể giải phóng khỏi sự ràng buộc của đất đai, họ không cần dựa vào trồng trọt để sinh sống. Như thế liền xuất hiện rất nhiều du sĩ, là kẻ sĩ du thuyết, giống như là Tô Tần, Trương Nghi. Cho nên khi xuất hiện đồ sắt và châu kéo đã phá vỡ cộng đồng nhỏ. Đây là điều kiện khách quan, đương nhiên còn có nguyện vọng chủ quan để phá vỡ cộng đồng nhỏ. Chính trị thời Tây Chu và đầu thời Xuân Thu là kết cấu gia quốc đồng cấu, nghĩa là kết cấu quốc gia giống kết cấu gia đình. Ngoài việc giữa các quốc gia đều có quan hệ thân thuộc với nhau, thì phương thức quản lý quốc gia cũng là phương thức quản lý trong gia tộc. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là tính mở rộng của cách quản lý này rất kém, nó không có cách nào tổ chức những người lạ với nhau. Nói rõ hơn, trong xã hội mà mọi người đều biết nhau, họ biết được khoảng 100 người, thì nhiều người hơn họ không biết, ngay cả tên cũng không nhớ, thì bạn càng không thể bồi dưỡng mối quan hệ thân cận, sau đó liễu giải tư tưởng của họ. Cho nên dưới tình huống này, bạn không thể quản lý tốt một quốc gia rất lớn. Cũng giống như trong doanh nghiệp, nếu bạn không có chế độ quản lý phân cấp, không có hệ thống điều lệ, thì bạn rất khó làm doanh nghiệp lớn lên. Cho nên bạn nhất định phải có hệ thống điều lệ để các bộ phận phối hợp. Với đạo lý đồng dạng, khi một quốc gia muốn tập hợp tài nguyên, thì họ không thể lại đi con đường quản lý như gia tộc trong quá khứ. Dưới tình huống này, thì quốc quân phải làm một việc, đó là chế định chế độ chính trị mới, phương thức quản lý quốc gia mới. Khi bạn cần quản lý một quốc gia rất lớn, bạn không thể có nhiều huynh đệ đến thế, hoặc nếu bạn có nhiều huynh đệ, nhưng họ lại không có năng lực. Vậy phải làm sao? Lúc này bạn phải tìm người có năng lực để làm những việc đó. Bởi vì sự việc thay đổi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, lúc này bạn cần sử dụng quan liêu, nghĩa là quan chức, chứ không phải dùng huynh đệ để trị lý quốc gia. Như thế, quốc gia này bắt đầu tập hợp tài nguyên, sau đó kiến lập thể chế quan liêu, để chuẩn bị tranh bá hoặc là tự bảo vệ mình. Lúc này quốc gia liền bắt đầu đi trên con đường quân quốc chủ nghĩa, nghĩa là chủ nghĩa quân phiệt. Nhưng chủ nghĩa quân phiệt lại khiến những quốc gia khác bị gắn chặt với chiến xa mà không cách nào gỡ ra được. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.